Bữa nay chúng ta quay trở lại cái vườn mít ruột đỏ của Indo nha bà con. Mình đứng tại chỗ khúc này mình quay thôi. Đây nhân vật của chúng ta là anh chủ vườn, đã anh Hậu, lại nhường chút lên anh Hậu. Anh Hậu ảnh vừa chủ vườn ở đây và vừa lái mít cho bà con. Thì anh Hậu sao mùa này camera sẽ tiến sát chút xíu quay cho bà con coi chút xíu cái mùa mít năm nay làm bông. Thì anh Hậu thấy làm sao? Mùa mít năm nay làm bông là đạt. Tại vì trái là nó ra đều mà nó đẹp nha. Nó không có bị nám, với lại tình trạng nó không bị méo. Không bị méo. Nó ra bông đạt hết trơn, là một cây mà như cây này có khoảng 2 tuổi mà nó ra đạt. Như anh em mình cũng tương tác với nhau cũng vài cái video trong cái hành trình mà anh Hậu là hiện tại là cũng đang là lái mít ở khu vực Ô Môn Cần Thơ đó bà con. Anh Hậu có thể chia sẻ rằng là trong cái giai đoạn làm bông mà trời nó mưa vậy mình cũng có khó khăn không? Có khó khăn, nếu mà trời mà đang làm bông mà gặp trời mưa là thì mình nhìn theo thời tiết, theo kinh nghiệm mình nhà vườn vậy đó. Mình cứ canh nào bữa nào mà trời quang đãng mình cứ ấy, mà lỡ xui bị dính bắt buộc phải xịt lại. Dính xịt. Nên là mình cũng phải chặn đọt rồi mình kích bông liên tục. Đúng rồi. Cái này là không có xiết nước luôn, tại vì mít tơ nó rất là sung luôn. Nó không xiết nước. Thì thực ra là trong cái quá trình mình làm bông thì đáng lẽ đúng ra là mình phải xiết nước, gọi là ngắt nước, nhưng đúng mà rồi. Mưa thì nó liên tục đúng không? Đúng rồi. Nhưng nghe bữa là nghe anh Hậu nói là nước nó cũng lên, nó có bị tràn ngập không? Nó bị không, bên em thì có hệ thống nó thoát nước ra luôn. Khi mà là ví dụ như nước mưa, lượng nước mưa nhiều hoặc là ở ngoài nó ngập vô, thường là 30 với 15 á, nó nuôi nước á, trời mưa lớn nó sẽ ngập vườn. Mà anh đây có hệ thống em tứ ra chưa? Em bơm ra hết. Bơm 24/24. Thì so với những gì mà anh Hậu biết tới công ty á, thì trước đây là mình cũng đi thu mua mít của bà con lòng vòng đây đúng không? Dạ đúng rồi. Thì mình cảm nhận là những cái vườn mà anh Hậu cũng chia sẻ với bà con, tại vì mình đi mua mít rồi mình cũng chia sẻ với bà con là sử dụng cái cách, cái quy trình bên công ty, thì các cái vườn mà họ sử dụng á thì như thế nào anh Hậu? Nó tùy theo như sử dụng bên phía miếng vườn của em là em sử dụng theo bên công ty của anh á, là kết hợp thì em xịt siêu kích bông thì em thấy là hiệu quả cao. Mà vô đúng mùa ngày nắng nữa là nó hiệu quả nó càng đạt. Như vụ này là cây này là cây tơ luôn nè. Để trái đầu tiên mà ra bông gì là em rất hưng. Thấy là rất là đẹp. Cái nhiệm vụ của mình thì trước đây mình cũng chia sẻ với anh Hậu là khi mà muốn ra bông là cây anh phun cho nó khằn lá, cho nó cái độ lá nó cứng lại đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nó cứng lá lại. Thì bây giờ camera tiến sát cho bà con coi một lần nữa thì mọi người có thể xem là như thế này. Thì bây giờ mình phải tiễn bông cho anh Hậu. Dạ đúng rồi, cái này là đang hiện thời đang để giống như khi mà trái nó đạt lên khoảng chừng bắp tay luôn á là mình mới tiễn. Dạ. Tiễn xong mình bao lại luôn. Dạ. Thì thông thường là trước đây mình cũng có tiễn sơ sơ rồi đúng không? Tiễn theo từng tầng. Thì bên này cũng vậy nè. Hồi xưa là sao mà trồng nó nghiêng vậy anh Hậu ơi? Cái nghiêng này là giống như tại quay hết vườn như có sầu riêng, quay này là dạng hướng xỉa tiền. Giống như đừng cho nó gộp cái tán tàn của sầu riêng. Dạ. Dạ. Có nghĩa là mình đang ăn gian cái đúng rồi, đúng rồi, mình ăn gian để giống như mình lấy ngắn nuôi dài. Mình phải có kinh tế của thằng này mình mới tấp vô sầu riêng được. Sầu riêng thì nó phải là dài thời gian. Nhưng mà để mà mình chăm vừa sầu riêng với mít này thực ra là để mà cái sầu riêng nó phát á, cũng là một cái cả vấn đề, cả một vấn đề. Nói chung là ông bố ông rất là vất vả, ông tối ngày ở ngoài vườn không đó. Nói chung là mình cũng nói thật sự rằng là nếu như mà mình không quản lý được cái sầu riêng này á thì nó cũng không đạt được cái năng suất cho cây sầu riêng, tại vì độ mình trồng nó hơi bị dính với nhau nhiều phải không? Nói chung là nó hơi tiếc khi mà mình chấp nhận mà mình đi giữa sầu riêng với mít á thì mình sẽ tính cái sự mà thiệt hại giống như là thời gian của con mít ăn không được dài. Nếu sầu riêng nó tấn lên rồi bắt buộc anh phải đốt. Thì ví dụ như ở đây em ăn khoảng 2-3 vụ gì đó mà sầu riêng nó bị lép tàn là bắt buộc em phải đốn mít. Chứ không có để lâu được. Cái đó là một cái câu chuyện mình dự tính vậy thôi. Chứ còn mà cũng chưa chắc là đốn bằng nào. Bây giờ chúng ta quay qua bên này chút xíu để camera quay cho dễ nè bà con. Thì trong cái trái này sáng đẹp quá nào ha. Bây giờ là mình cũng đã đi phân bón để nuôi trái rồi chứ đúng không? Đây đúng rồi, bây giờ là nếu như bây giờ lấy trái là tiễn trái nè, tại vì tùy theo cây, ví dụ như cây này bây giờ nó đủ lực thì có thể là mình để 3 trái. Bây giờ mình là đừng có tiếc, tại vì thấy giá thành mà nó cao, mà nếu mà mít mà mình để như vậy thì nó không đạt hiệu quả. Khoảng 3 trái dao động là trái này mình có thể bỏ, tại vì anh biết lý do sao không? Không, trái này nó vô là anh nhìn thấy hình của nó là hình cong. Đây, khi mà anh bán giá thành thì bắt buộc trái này chỉ là mít 3 hoặc là mít chợ.
À. Nếu mà lớn lên nó đâu có đủ muối đâu, người ta đâu đấy. So sánh với trái này là mình giữ lại trái này nè, thấy không? Còn đúng không? Có thể là mình bỏ mấy trái này luôn, mình bỏ hết luôn, mình giữ lại ba trái này anh sẽ bán đạt hiệu quả cao hơn luôn. Ừ. Còn nếu mà anh tiếc anh chừa trái này lại là khi mình bán ra là nó không đủ cung cho mấy trái này là mình bị thiệt thòi. Có nghĩa là cũng đang nhắm là muốn bỏ trái này. Đúng rồi. Trái này là nhìn là hổng sơ đen nha, em thấy là nó hổng sơ đen gai đẹp. Gai nhưng đẹp. Mà chấp nhận phải bỏ. Ừ. Anh phải tiễn bỏ để đủ lực cung. Đúng rồi, đủ lực cung. Dạ. Thì mình cũng quan sát là tại cái vườn này là mình hôm nay là mình tới là mình review cho bà con đã đạt trái. Anh thấy bông ra là đợt này rất là đẹp, anh thấy không? Hiệu quả đợt này rất là ưng, tại vì nó may mắn cái là đợt này là khi mà kích bông ra là gặp ngay trời nắng. Kích xong được mấy ngày nó mới mưa. Lúc đó nó đã thấm rồi. Có nghĩa là tạo mầm rồi. Có nghĩa lúc mà mình phun vô kích bông vô đây á là cái khoảng mà 8-9 giờ sáng cái trời nó nắng rực lên đúng không? Dạ, nó có hai phương hướng cho anh, thường là xịt thuốc nếu mà anh lựa, mà một là sáng sớm. Dạ. Sáng sớm nó không đạt hiệu quả bằng như trời như bây giờ. Ừ. Tại vì giấc chiều khi mà giấc sáng nó lúc nào nó cũng phải có màu xương. Dạ. Cái lá nó không thấm bằng cái giấc này là giấc chiều nè. Khi mà mình xịt vô cái lá giống như nó đang khát nước vậy đó, giống như con người ta đang khát nước vậy đó. Mình xịt vô cái là nó sẽ là thấm rất nhanh luôn. Mà hiệu quả lại cao hơn. Đó là kinh nghiệm, nói chung là kinh nghiệm cũng xương máu đó. Còn kinh nghiệm cũng xương máu. Dạ. Còn mà cái vườn bây giờ là mình cũng phải đi vào quy trình mình quản lý sơ đen chứ. Dạ đúng rồi. Thì quy cách sơ đen thì đi cũng phân thuốc, nhưng mà cái thằng ruột đỏ này nó đỡ một cái, nó nhiều cái vấn đề đỡ lắm. Sơ đen, tỷ lệ sơ đen nó rất ít. Nói chung là thằng của Mít Thái thì nó dụ như nó khoảng chừng 50-50. Có thì nó khi nó còn hơn nữa, tại cái vườn vừa rồi là ông cha cũng xịt mà ngay vụ mà nó vừa ra bông mà nó bị mất mưa. Cái xong là quay lại là nó hầu như là 60% là nó bị sơ đen. Bán chỉ có 40% thôi. Nhưng lúc đó phải chịu, tại vì lúc đó mình đang để ngày mùa mưa, nó xuống là sổ nhị ra là bắt buộc là nó bị nhiễm sơ đen hết. Dù cho anh có xịt cỡ nào xịt nó cũng chiếm khoảng hết. Xịt thì nó chỉ hạn chế, nó hạn chế. Tại vì nó từ trong nhị rồi. Nó ra là như vậy đó. Như theo anh thì có thể chia sẻ bà con, nếu như mà mình để trái mít sơ đen, cái trái mít là mít Thái với cái mít này mà để hạn chế được cái sơ đen, thường thường mình để bông vào cái mùa nào là hợp lý nhất? Thường nếu như mà anh để, thường ai cũng muốn để nghịch mùa để có giá, nhưng mà khi mà nghịch mùa thì nó trúng ngay mùa mưa. Như cái tháng vừa rồi là hên, là ví dụ như tỷ lệ nhưng tháng 5 nó mưa nhiều, năm nay là em thấy hạn nhiều hơn là mưa nè. Ông anh cũng để là vườn kế bên đây, ông để ông hên là trước một tuần mà không mưa ông bán tỷ lệ đạt 99%, mà lúc đó giá mít lại cao. Còn bên đây xịt vẫn vậy nhưng mà nó không ra bông, nó tùy theo cây nữa, nó sung hay không nữa. Khi mà anh xịt vô nhiều khi cây nó đang si hay là gì đó, nó không có ra. Nó không ra nụ được, nó không có tạo mầm. Nên bởi vì nó cũng tùy theo thời tiết nữa. Tùy theo thời tiết. Nhưng mà thường thì như tháng này là để là đạt nè, anh thấy là hầu như là đạt, tại vì nó lọt qua nắng rồi. Nắng rồi. Nó hanh nắng, nếu mà để mà trước từ đầu tháng á là mình để tới bán khoảng tháng 2 giữa tháng 3 là anh được giá rất là cao luôn. Mà lọt khoảng tầm tháng 4, tháng 5 thì lúc đó là trái cây nó nhiều, giá thành mít bắt buộc năm nào nó cũng phải là rớt xuống. Mít nhất thời điểm hồi năm rồi nó có 10.000 đó. Có khi mua xô 8.000 nè, nó gì nữa. Tại vì số lượng quá nhiều rồi, bây giờ mít nó bị ép giá xuống. Còn thời điểm này giá mít nó vẫn còn tương đối, nói chung là cũng được. Như cây này thì theo anh Hậu là nuôi khoảng bao nhiêu trái? Như cây này hiện thời cây tơ là nếu mà nuôi lực là khoảng 3 trái là anh thấy đạt. Còn nếu mà mình gán ép nó nữa thì nó trái nó sẽ rất là nhỏ. Thì bây giờ tại nó cũng chặn vạn rồi á, nên là mình cũng không có đi quanh vườn được, nhưng mà giờ chúng ta có thể quan sát ra cái tỷ lệ mà làm bông như cái vườn này là đạt hết, cây nào cũng có bông hết không anh Hậu? Dạ đúng rồi, đạt hình như là 80%. Quay mấy trái này nó lên là nó ra nụ rất là đẹp luôn, anh thấy rõ ràng là nó mới ấy vừa tầm này là bây giờ mình có thể tiễn ấy nè. Như bây giờ một nhánh này đủ, cái nhánh này là nhánh đực nè. Bây giờ mình không đủ lực, mình có thể bỏ luôn trái này luôn cũng được. Mình dưỡng lại từ cái nụ này lên là nhánh cái nè, anh thấy rõ ràng không? Cái nhánh này nó là nhánh đực, nhưng thật sự nó gần đây thì nó có thể chịu lực được luôn. Nhưng mà hay nhất trong mít á, nếu mà mình để từ dưới gốc lên mà trên khoảng chừng 7-8 tấc á, thì trái mít nó sẽ đạt hơn là khi mà anh xả xuống mặt đất. Tại nhiều khi mình kích á, mình sẽ xịt đều, nó ra bông lúc nào mình thấy ra bông mình tiếc mình để. Nhưng thật sự từ 7 tấc ăn lên, anh để trái mít rất đạt. Nó vậy đó. Rồi cái này là bây giờ mình nhìn nhận sơ đen mình tiễn được chưa, hay là
không, bây giờ nhìn theo kinh nghiệm thì có thể là mình biết, ví dụ như mình lựa gai nào mà nó không đạt hay là nó sần thù, anh thấy rõ ràng khi sần thù nè, ừ, mà tỷ lệ thằng mít ruột đỏ này nó sơ đen rất là ít, dạ, nên anh lựa nhiều khi anh có thể bị lầm luôn. Có thể bị lầm. Còn thằng mít thái là chắc chắn 100%, dạ, khi mà gai nó không đều, dạ, mà thằng mít thái nhiều khi nó cũng có tỷ lệ là 1% là trái đẹp gai đều, muốn rất to nhưng mà vẫn sơ đen. Vẫn sơ đen. Nó là từ bởi vì từ trong bông. Rồi chúng ta qua một cái cây nữa để kết thúc video nha bà con. Thì đây chúng ta cũng nhìn thấy sơ sơ. Còn đây là một một khách hàng. Đây ông Chính, thì mọi người cho lên video, ông Chính lên video. Thì ông Chính quan sát thấy cái vườn này cho trái rồi được không? Thì ông thấy rằng là cái vườn này cái theo cái quản lý mà của viện đó thì rất là có kết quả, yeah, à, và trái thì rất là sai, à, mà đây là mít gì, mít thái không? Đây là mít ruột đỏ. Mít ruột đỏ Indo. Mít Indo, yeah, à, cho nên rất là tốt. Đây là của Indo. À, rồi, yeah, ông Chính có lời khen con. Rồi, yeah, cũng cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi video thì cũng khá là đẹp nha bà con. Cây này cũng ngang tuổi với cây mít. Rồi, một cái video nhỏ nhỏ và chúc anh Hậu luôn luôn sức khỏe và mua may bán đắt. Rồi, cảm ơn anh luôn và cũng chúc công ty anh là tư vấn cho bà con nhiệt tình, ai cần thì mình đến ha. Rồi, ok, làm gà xì rượu nghe. À, gà xì rượu luôn. Bye bye bà con. Bye bye mọi người. Tại mít ruột đỏ vừa rồi làm bông rồi nó ra, rồi quá trời quá đắt rồi, bây giờ đi tiễn trái nha quý vị. Giờ là đi tiễn trái. Sao anh Hậu thấy được không anh Hậu? Ừ. Anh Hậu... vừa đầu làm bông cho cái vườn mít này cũng khá thành công, đỏ lá bằng trái vậy. Hình như là trời nó mới mưa cái nó nắng ra lên cái là nó bị đỏ lá. Anh Diễn. Hả? Sao? Trái ở bên kia. Trái đấy, trái đấy, cắt kia. Ừ, hai cô chéo rồi đi đi. Đây. Coi này, hái đại mà... trời trái tao đùng đó, cứ hái định hái đi, cứ từ Bình Định vô đây kiếm ông già. Đây mít vừa rồi làm bông mà trái nó cũng rau quá trời nè mọi người, giờ đi tiễn trái tiễn bông mày, nhưng mà lá hồi vừa nó vừa rồi nó cũng bị xào lá quá hay. Ồ, bông chứ trời đất ơi. Trái trái bông ra quá trời bên kia. Cái này hình như là mấy hôm nay không có tưới nước hay sao ấy, thấy lá nó xào luôn ấy. Ra quá trái, mùa bông nó ra bông trái sùm. Bây giờ đi đi tiễn trái nha, với lại nó lo, nó cứ vợ nó lo con cái vợ để nó lo, không lo để trái quơ bị ruồi vàng chết. Trời ơi, bị sâu nhiều quá. Ù, trái ra để vợ đĩa là bỏ vườn luôn nè. Trời đất ơi, thằng ai mọi người.